Bộ Y tế cho biết, tính đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong số 5 ca mắc COVID-19 mới được Bộ Y tế công bố chiều 22 tháng 8, có 3 người là tiểu thương buôn bán ở chợ của Đà Nẵng. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.014 ca bệnh. Trong đó, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 527 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22 tháng 8, cả nước ghi nhận 5 ca mắc mới ở Đà Nẵng. Với việc ghi nhận thêm 5 ca bệnh này, Việt Nam đã có tổng cộng 1.014 ca mắc COVID-19. Hiện cả 5 bệnh nhân này đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 104.793. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.195, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 32.168, cách ly tại nhà, nơi cư trú là 70.430. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày có 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Số ca điều trị khỏi là 563 ca, số bệnh nhân tử vong là 25 trường hợp.